Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thử vận may kim cương, vận may Free Fire, hãy truy cập ngay đến với shop của Văn Vlog FF.com. Khi các bạn đăng nhập tài khoản mới, các bạn sẽ được tặng ngay đó là 10.000 đồng vào tài khoản. Với hệ thống nạp thẻ tự động 100%, ví dụ các bạn nạp 100k vào shop, các bạn sẽ có cơ hội nhận được 200k vào tài khoản nha. Vòng quay kim cương chỉ với 20k, chúng ta sẽ có cơ hội sở hữu chính kim cương cực kỳ là cao. Bây giờ thì mình sẽ thử luôn một lần quay cho các bạn thấy nha. Wow, thì như vậy mình đã trúng được 9 kim cương rồi. Link shop mình để ngay dưới phần mô tả. Các bạn nhấp vào để biết thêm thông tin và chi tiết nha. Hello, chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Trung Vlog đây. Hồi trưa thì mình có làm cái video là ống đột đúng không? Ống đột pháo lỗ bằng tre đấy. Đấy thì hôm nay hứa hẹn với mọi người là hôm qua cũng vừa ra video đấy. Hôm nay ra ủ một cái video cho mọi người xem nhá, là hai cái video. Ok. Thì đây là cái tầng trên nhà mình. Đây. Tầng trên nhà mình đây. Hiện tại là bán tôn rồi. Nói chung là vẫn chưa xong. 5 tháng nay rồi mà làm vẫn chưa xong. Đây. Đây nhá. Đó. Đây, mình quay cho mọi người xem. Đó. Tăng lắp đèn nha mọi người. Okay. Đây, 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 mọi người xem. Ở ngoài đây thì vẫn còn mưa bay bay. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy mưa bay bay đó. Đó. Hôm nay mình sẽ làm thử thách một ngày làm anh thợ xây xem nó như thế nào. Xem cuộc sống anh thợ xây nó có nhàn không hay là cực nhá. Ok, giờ mình chát mấy cái này này. Cái này vẫn còn chưa chát xong. Trong này nữa. Đó. Trên này vẫn còn chưa chát xong nhá. Giờ là mình sẽ chát. Thầy đi. Thank you.
Đây nha mọi người, đây này. Mình đã làm xong rồi nha. Xong rồi, đây, bên ngoài như này. Một phép đi, em làm hết đi. Đấy, đây, mình làm xong rồi nha. Em làm hết đi. Đây là, em làm xong lên, chào lên, chào xuống cái này. Đó nha mọi người, thì làm nghề tự xây thì mình không đơn giản chút nào, cái máy mình suýt ngã luôn. Suýt ngã luôn ở đây này, mình suýt thành ngã luôn này. Trên này, mình suýt ngã luôn. Rồi, thì cái trải nghiệm của mình đây là thử là đi xoa tường đây rồi. Rất là vất vả rồi. Thì video của mình đây là kết thúc, để mọi người thấy video của mình hay, hữu ích, để cho mình một like, một đăng ký kênh và share cho tất cả mọi người cùng xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Bye bye.